Em ơi cho anh lấy giày. Chứ đại khai làm điều này với em chưa? Có. Thank you, cảm ơn Kha. Cảm ơn Kha. Chơi bowling cũng giúp cho mình thư giãn. Đúng không? Em đánh hay lắm không? Em đánh bowling hay lắm không? Không, bình thường. Rồi, giờ mình bắt đầu giờ chơi bowling nha. Ok. Dạ, giờ anh sẽ cổng cổng loi nha. Ok. Cổng loi mà loi đánh nha. Ủa, thật hả? À, dạ. 1, 2, 3. Hay quá. Hy vọng là được. Đi đâu đấy? Oh my god. Vậy là sao đó? Vậy là chỉ được một cái thôi. Đúng rồi. Vậy là em thua rồi đó. Chị sẽ bị hình phạt. Bây giờ em phải em làm ăn luôn à? Kiss anh. Ok. Rồi bây giờ tới lượt anh nha. Ok. Nếu như mà anh thắng thì anh sẽ được hôn em. Ok. Đúng không? Được. Em phải cổ vũ cho anh chứ. Cổ lên nha. 1, 2, 3 đi. Không có lượt, không có lượt, không có lượt. Ui. Chưa. Anh thua rồi. Đúng rồi. Em sẽ chịu một hình phạt. Anh sẽ hôn chỗ nào mà em muốn. Ok. Em thôi không? Đi. Lên. Sẵn sàng chưa? Cố lên. Cố lên. Cố lên. Em ngồi. Khó quá luôn. Anh nhớ rõ ràng là anh cho em ở đây mà sao phải lúc mà lấy có thể lợi qua bên kia vậy? Không phải mà em đi đâu rồi. Em muốn phạt cái gì? Phạt gì không? Một, hai, ba. Đủ lần không? Để xem. Rồi, đủ lần rồi. Em không đi. Anh vượt qua được hết này đúng không? Anh sẽ được quyền hôn em một cái đúng không? Bây giờ mình sẽ bắt đầu hiệp 2 nha. Hiệp 2 là mình sẽ vừa chơi bowling, mình vừa tập hát. Tập hát cái bài Anh ơi ở lại. Cho em hát thử bài Anh ơi ở lại cho anh nghe xem. Anh ơi anh ở lại với em đi anh ở lại. Đừng là áng mây, tôi xin bầu trời. Rồi đúng rồi, tập lại ngồi đó đêm giờ tới được anh nha. Xin ngoài phương nhà chúng ta sớt xa mong hoa ơi ta thật nhiều đớn đau. Hay quá, hay quá. Trời ơi, điều quá hả? Thổ lên nha. Anh luôn. Bớt nè. Bốn trái hả? Nhưng mà anh hơn bốn trái thì sao? Thổ lên. Nửa bốn trái nha. 1, 2, 3 bắt đầu. Giống nhau một trái nữa. Nếu mà anh trúng được trái này thì sao? Nếu anh trúng được trái này thì em muốn làm cái gì cũng được. Muốn làm gì cũng được đúng không? Đúng rồi. Rồi nha. Ghé cái nè. Không biết. Thôi nhưng mà em phải truyền năng lượng cho anh. Em phải đứng nghe. Như vậy với anh nó mới có năng lượng. 1, 2, 3.
Bây giờ em sẽ hát lại cái bài hát mà anh hát đi. Anh ơi ở lại đó. Em hát chứ? Anh hát cho em đi. Anh hát cho em trước đúng không? Rồi. Em ơi em ở lại, ở lại với anh đi em ở lại. Đừng là áng mây trôi trên bầu trời, một mình chơi vơi. Bông hoa xinh là em. Là em chứ không phải là mừng. Rồi tới em hát nha. Anh ơi anh ở lại với em đi anh ở lại. Đừng là ấm. Không phải áo. Áng mây. Áng mây soi trên bầu trời. Bầu trời. Một mình chơi vơi. Bông hoa xinh ngoài vườn nhà. Đừng cùng cả xa xa bông hoa lội xa. Là hôm nay mọi có ok vui happy, anh cả cảm ơn anh Thoản luôn. Phải thích anh này rồi. Anh ơi, bây giờ tụi em sẽ làm món bánh gì anh? À, hôm nay mình làm món phút tạc. Phút tạc. Ừ. Yeah. Rồi công thức và những cái sản phẩm mình có sẵn và hai bạn chuẩn bị làm, và chúc mừng hai bạn thành công. Bây giờ nguyên liệu đầu tiên là em thấy là có bơ 150g nè. 150g. Rồi tiếp theo là mình cho đường bột 90g. Đây. Em có hay làm bánh ở nhà không? Không, tôi làm bao giờ. Chưa làm bao giờ? Em thích làm đồ ăn. Thích làm đồ ăn? Đồ ăn là món nào cũng nấu được hết. Bánh thì đúng chưa? Rồi. Cái này chưa? Rồi bắt đầu mình xay qua, mình sẽ cân bột mì với là bột khai minh vô. Bây giờ mình sẽ bỏ thêm nữa là bột mì là 250g và bột anh nhân là 30g. Công đoạn nướng bánh của Angela Poi. Angela Poi và Lâm Chí Thuận. Rồi anh đi vào luôn, đưa anh vào luôn. Đưa vào là chết luôn á, đánh khét còn đó luôn. Ngon nhỉ? À rồi, mình đánh sơ sơ rồi bỏ vô máy đánh bông. Bánh lúc nãy mình nướng xong rồi nè. Đúng rồi. Đó, rồi bây giờ thì em chỉ việc là hình dễ thương nha. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ trang trí nha. Mình cho cái nhân bánh vô. Dễ thương. Dễ thương quá ha. Bây giờ á, anh với em sẽ ra mời mọi người ăn. Chúc mừng. Em phải nói sao để thuyết phục mọi người ăn nha. Thì chứ nói mình làm mọi người không dám ăn được. Em khá đồng bằng vậy hả? Em nhìn chị giống người Thái quá, chắc là đến từ Thái rồi. Đúng rồi. Ngon không? Cảm ơn nha. Khó khăn khá. Khó khăn khá. Hả? Ôi, chị ơi, là hôm nay là hai người mình sẽ làm cái này.
họp làm, mời họp làm xong là em mời chị thử ăn. Xong là chị comment cho em nha, mọi ngon không? Bây giờ em ăn thử nha. Dạ. Em thấy lắm ngon, béo, không ngọt quá. Đúng rồi. Hồi nãy thì em có quan sát, em thấy thì em thấy hai người làm bánh cũng chuyên nghiệp. Anh có một cái bất ngờ này cho em. Đây là em gái của anh. Em gái của anh. Hả? Em gái của anh. Oh my god. Em gái của anh. Thực ra là ngày hôm nay á, trong số thực khách đó thì có một người là em gái của Thuận. Thì em gái của Thuận á, làm bánh rất là giỏi. Bánh bông lan, trứng muối, bánh gì cũng biết làm hết. Thì ngày hôm nay do chủ yếu là muốn tìm hiểu Floyd và gặp Floyd, kết nối Floyd với lại người thân của mình, thì đầu tiên là mình sẽ cho gặp em của mình trước để xem em của mình cảm nhận như thế nào về Floyd. Thì nếu như mà mình có thể tiến xa hơn nữa thì chắc chắn là một ngày gần nhất Thuận sẽ mang Floyd về gặp vợ gia đình của mình. Dạ, em chào mọi người. Thì em tên Trân, em là em gái của anh Thuận. Thì hôm nay đến tham gia chương trình á, thì em được quan sát anh với lại chị trong một cái buổi hẹn hò ngày hôm nay. Thì thấy hai người trong cái quá trình mình làm bánh á, thì hai anh chị rất là ăn ý với nhau và tay trong tay làm bánh nhìn cũng rất là vui vẻ và hạnh phúc. Thì em hy vọng á, thì sau cái chương trình này thì anh chị có thể là tiếp tục với nhau để yêu nhiều hơn nữa. Đây là Floyd. Chào chị. Em ngồi luôn đi Floyd. Em ngồi luôn. Chào chị. Giới thiệu với em, đây là em gái của anh, tên là Trân. Hello chị. Hello chị. Chị sinh năm bao nhiêu ạ? Dạ, 93. Giống nhau nhau ạ? Bằng tuổi. Bằng tuổi. Oh my god. Cái này top 2 à? Bất ngờ không? Thì anh cũng tính tạo một cái sự bất ngờ cho em là ngày hôm nay anh có mời em gái của anh đến đây để mà ra mắt, cũng như là ra mắt em với lại em gái của anh trước. Em thì thấy chị khá là hồn nhiên vui vẻ. Về hồi nãy thì có lén nhìn hai người làm bánh thì em thấy chị xé cái bịch bột á bằng răng. Rất là tự nhiên đúng không? Rất là chuyên nghiệp trong làm bánh á. Nhiều lúc mình không cần vớ tới cây kéo, mình chỉ cần cắn một cái thôi. Nói thêm với em luôn là em của anh là làm bánh rất là hay, rất là bánh rất là giỏi. Sau đó em sẽ đi học với cái em gái của em. Chứ chẳng là vậy không? Em liền. Không là có thời gian thì chắc là anh dẫn em về nhà anh để mà học thêm nhiều cái bánh nữa để gặp gỡ gia đình anh. Ok. Qua cái ngày hôm nay á, thì em thấy anh chị làm bánh cũng rất là lãng mạn, tay trong tay làm bánh. Thì em cũng hy vọng là sắp tới thì anh chị có thể là đến với nhau vui vẻ. Nếu mà đi xa hơn cũng càng tốt. Em cũng đang trông chờ anh Thuận là có một cô vợ tương lai. Cảm ơn mấy hôm nay thời gian đến với nhau nha. Ok. Hôm nay em mặc một chiếc váy trắng trông rất đẹp, đi trên đôi giày màu trắng trông cũng đẹp. Trên tay anh cầm một đóa hoa rose hồng, loài hoa khi xưa em thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Em có chiếc radio cùng bài nhạc, chợt gần em anh nói. Anh muốn đến bên em và nói. Em có yêu anh không? Có muốn hẹn hò với anh không? Tình yêu anh say đu lên, đến dù rời xa ta cũng có nhau. Em có yêu anh không? Có muốn về nhà với anh không? Đừng lặng im như thế, trả lời anh đi. Có anh không? We'll be right back.
Thôi muốn tiếp tục hẹn hò với cả anh này nữa. Đừng lặng im như thế, trả lời anh đi. Có hay không? Có. Em rất là cảm ơn anh. Hôm nay em rất là vui. Hôm nay là ngày của em và cô gái. Và may mắn để gặp em hôm nay. Cảm ơn anh rất nhiều. Nhìn anh, nhớ đến nhìn anh.